Chiều ngày 6 tháng 11 tại xã Đông Lai, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hòa Bình và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Tân Lạc gồm các ông bà, ông Bùi Đức Khinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Quách Thế Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, ông Đinh Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, ông Bùi Văn Thượng, Phó Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Đinh Duy Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và các ông bà Tổ đại biểu số 1 Hội đồng Nhân dân huyện đã có buổi tiếp xúc với cử tri hai xã Đồng Lai và xã Ngọc Mỹ. Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20 thông báo nội dung dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và xây dựng, cử tri của hai xã Đông Lai và Ngọc Mỹ đã nêu lên những kiến nghị, đề xuất, như ý kiến của cử tri xóm Mu Miệng, xã Ngọc Mỹ, vấn đề quản lý, tiêu hủy lợn bị dịch tả châu Phi chưa chặt chẽ. Cử tri ở xóm Bưa Sống, xã Ngọc Mỹ đề nghị các cấp, các ngành, nông cấp quan tâm đầu tư ngầm xóm Bưa Sống thường xuyên bị ngập úng vào mùa mưa. Cử tri xóm Cóc, xã Ngọc Mỹ đề nghị nhà nước sớm nâng cấp, sửa chữa đập xóm Cóc phục vụ tưới tiêu và sinh hoạt của nhân dân. Cử tri xã Đồng Lai đề nghị các cấp, các ngành tuyên truyền cho người dân hiểu rõ hơn về các chế độ chính sách để người dân nắm rõ, kịp thời thực hiện, cùng rất nhiều ý kiến liên quan đến vấn đề chính sách và dân sinh kinh tế của nhân dân. Tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, thay mặt đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 và đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, ông Bùi Đức Khinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và ông Đinh Duy Khải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã tiếp thu giải trình một số vấn đề thuộc thẩm quyền cấp huyện, tỉnh, đồng thời tổng hợp chuyển những ý kiến kiến nghị của cử tri tới các cơ quan chuyên môn có trách nhiệm từng bước nghiên cứu giải quyết.